Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Anh kính chào anh Chào Thắng. Nhất Anh. Dạ, hôm nay thì anh Thắng sẽ dẫn Nhất Anh và khán giả của Người Việt TV đi đến địa điểm nào trong ngày hôm nay? Có lẽ một trong những cái châu lục mà chúng ta chưa ít nói đến đó là Âu Châu. Mặc dù Âu Châu thì là rất là nhiều nơi chốn, nhiều thắng cảnh, nhiều history, nhiều rất là nhiều nhiều cái điểm mà chúng ta đến du ngoạn được. Thì một trong những điểm đó mà tôi rất là thích thú khi tôi nói đến nước Ý. Mà nói đến nước Ý, có lẽ một cái thành phố mà một trong những thành phố rất là nổi tiếng mà tôi cũng rất thích thú trong cái việc mà tìm hiểu cái thời đại phục hưng đó, thì đó là Florence. Florence. Thì Florence. hồi xưa mình có một dịp á, mình đã nói về Ý một lần rồi, nhưng mà lúc đó thì mình đi tới thành phố là Venice, rồi hôm nay thì mình đi tới Florence. Đúng vậy, từ từ Venice chúng ta đi tới Florence chỉ khoảng khoảng 2 tiếng xe thôi. À, hơn 2 tiếng xe, thành ra hai thành phố nó không xa lắm. Thế tuy nhiên thì Venice thì nằm gần biển, thành phố biển, thành ra và nó là một số những cái đảo nó nằm trên biển luôn, trong khi thì Florence nằm trong Đất liền. đất liền. Và từ Florence chúng ta thấy có thể mình nói một chút xíu địa lý đi. Florence, từ Florence chúng ta có thể đi thăm Pisa. Pisa là cái tháp nghiêng Pisa đó. Rồi từ Florence chúng ta đi xuống Rome cũng không xa. Florence nằm giữa đường, gần như là giữa đường giữa Venice Rome. với Rome. À, từ nãy anh Thắng nói là cái tháp nghiêng là thì ra là nó ở trong cái thành phố Florence. Không không, tháp nghiêng nằm ngoài, nó là một cái thành, nó là một cái thành phố Pisa. Thành ra nó nằm ngoài, cái Pisa nó nằm về phía biển. Trong khi cái Florence nằm trong cái đất liền khoảng giữa. Thành ra chúng ta thấy ngoại trừ Rome, Venice với Pisa đều là những thành phố nằm sát gần biển, thì chỉ có Florence là nằm ngay có khoảng giữa đất liền thôi. Và đó, từ đó thì chúng ta đi về Rome cũng khoảng cứ cho là 3 tiếng xe hơi. Thành ra cũng không có quá xa trong cái khu vực mà chúng ta có thể đi thăm được. Rome, Venice với Florence. Thì đó là ba trong số những cái thành phố mà khi mà du khách tới Ý thì mọi người có thể là đi hết tất cả những thành phố đó, đúng không ạ? Nên nên đi, tại vì tùy theo cái chương trình của mình đi đâu và mình đi thăm những thành phố nào. Chẳng hạn như nếu mà Nhất Anh muốn đi thăm cái thành phố về thời trang chẳng hạn, thì Milan, tức là Milano đó, thì đó là thành phố về chuyên về thời trang nổi tiếng. Còn nếu một thành phố mà về biển, về những cái nổi tiếng về một cái thời đại của cái thời Venice, thì chúng ta phải tới Venice. Còn sau đó thì chúng ta nói đến thời đại phục hưng đó, tức là thế kỷ thứ 15, 16, 17. Đó là một cái thời đại hết sức là phong phú và văn hóa rất là nổi bật ở Âu Châu. Mà cả cái Âu Châu hầu như là bị ảnh hưởng hết. Thì nói đến Florence. Vậy là đây là nơi Florence, chính là nơi mà coi như bắt nguồn, cũng là cái nôi của cái nền thời kỳ phục hưng, đúng không Đúng. ạ? Nhưng mà Nhất Anh có hiểu, có bao giờ nghĩ đến tại sao họ gọi là phục hưng không? Dạ thông, chỉ biết tiếng Anh đó là Renaissance thôi, À, nhưng mà tại nhưng sao lại mà như vậy? nó thực sự thì bây giờ người ta nhìn lại những những cái tượng được điêu khắc, hoặc là những tranh, hoặc là những cái gì mà nổi tiếng của cái thời Hy Lạp đó. Hy Lạp là một thời rất là cổ, cách có thể cách 4.000 năm cho đến bây giờ. Tức là cái thời đại đó là một cái thời đại mà có nhiều cái nhà nghệ nhân họ đã đục khắc những cái tượng như thần Venus này, hoặc là những cái thần mà thần thoại trong Hy Lạp đó, họ đã tạo ra những cái một cái văn hóa và một cái câu chuyện thần thoại rất là phong phú. Và họ đó có rất là nhiều thần, như thần Hercules, như thần Samson, rất là nhiều thần. Thành thử trong một cái khuynh hướng đó thì cho đến cái thế kỷ thứ 15 thì bắt đầu ở Tuscan, tức là trong cái khu vực của nước Ý bây giờ đó, thì đã trở thành một cái địa điểm mà những người nghệ nhân họ thấy cái những cái đẹp của cái thời Hy Lạp cổ, là họ đã theo cái vết chân đó họ làm lại những cái văn hóa, những cái điêu khắc và những cái bức họa tranh đó. Thành thử nó nổi tiếng hẳn lên và cả một cái phong trào nó được ảnh hưởng cả Âu Châu. Thành ra bây giờ chúng ta đi qua Âu Châu, đi bất cứ một cái viện bảo tàng nào ở Âu Châu, chúng ta đều gặp tất cả những cái bức tranh nổi tiếng hoặc những bức tượng nổi tiếng của cái thời đại phục hưng, thì nằm ngay Florence. Thì nếu vậy thì ở Ý là có những ai nghệ nhân nào mà nổi tiếng từ Ý, mà từ bắt đầu bắt nguồn từ Florence không anh Đăng? Michelangelo, cái người mà đã vẽ, ví dụ như là chúng ta có dịp đến Vatican, đến nhà thờ Thánh Phêrô, chúng ta có dịp nhìn thấy cái bức
gọi là cái bức tranh, họa tranh và vẽ trên trần nhà của cái nhà nguyện Sistine, nơi Đức Giáo Hoàng hay vào làm những cái buổi lễ bầu Đức Giáo Hoàng mới đó. Thì ở trong đó có một cái bức họa tranh rất là đẹp. Thì cái họa tranh đó là của Michelangelo. Có phải bức, nếu mà nhanh nhớ không làm thì không biết có phải bức họa đó tên là The Last Judgment không anh? Đúng vậy, hai bức lận chứ không phải. Thì một bức tranh The Ceiling và một cái bức The Last Judgment. Thì hai bức tranh đó đều là của Michelangelo hết. Thì cứ hình dung một cái người mà họa sĩ, một người nghệ nhân mà vẽ được những cái bức như vậy mà còn lưu truyền cho tới bây giờ thì quá nổi tiếng rồi đúng không? Còn qua lại một người nữa là Leonardo da Vinci, cũng là một cái nhà họa nghệ nhân, họa sĩ rất là nổi tiếng thế giới. Rồi chúng ta đến với Florence là chúng ta phải đi thăm một số những cái địa điểm, những cái gọi những cái di tích còn để lại cho đây về cái vấn đề kiến trúc, về những bức tượng điêu khắc, về những bức họa tranh và về những cái nét văn hóa độc đáo của Florence mà đi ảnh hưởng khắp cả Âu Châu. Thì đó là cái nôi của cái gọi là nền văn hóa phục hưng tiền đều nằm ở Florence. Thì có lẽ chúng ta chút xíu nữa hôm nay mình đi vào chi tiết đi thăm những cái nào, đi xem những cái nào. Thì cái đó là một cái phần mà chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện được. Nhanh sao không thế nào, rất là hứng thú để mà nghe anh Thắng kể thêm về Florence, và hẹn anh Thắng trong phần sau của chương trình. Nhưng anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Thì trong ngày hôm nay thì anh Thắng đang dẫn dắt anh và cũng như khán giả của Người Việt TV đang đi tới cái nôi của nền thời kỳ phục hưng ngày xưa. Đó là một nước, đó là một thành phố Florence ở nước Ý, là một nước thuộc châu Âu. Thì anh Thắng nói là trong ở Florence đã có rất là nhiều di tích mà khi mà du khách đặt chân tới thì phải đi thử. Thì đó là một trong những cái di tích nào hả anh Thắng? Nhưng mà phải nói thêm một chút xíu trước khi chúng ta vào với câu chuyện đó, thì phải nói Florence là một cái thành phố đã được UNESCO công nhận, đã cũng là một thành phố di sản văn hóa của thế giới. Có nghĩa vì do cái những cái về công trình, về những cái kiến trúc, về những cái điểm văn hóa, thành rất là nổi tiếng. Chúng ta đến với Florence đó, thì đầu tiên đó, mà cái điểm mà ai cũng phải ghé qua, mà ai tour guide hoặc là những người hướng dẫn viên du lịch đều đưa mình cả đến thăm, đó là cái nhà thờ Florence. Đó. Nó gọi là một cái nhà thờ mà hết sức độc đáo, là nó xây dựng suốt từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 15 mới hoàn thành. Tức là xây một cái nhà thờ nào ở bên Âu Châu tôi cũng để ý đó, là thường thường xây ít nhất cũng vài chục năm hay đến cả trăm năm, có cái nhà thờ xây cả 200 năm. Thì cái nhà thờ mà chúng ta đang sắp sửa nói tới là cái Duomo đó ở ngay Florence đó, thì đó là nhà thờ xây tới 140 năm mới hoàn thành cho tới ngày nay mà chúng ta tới thăm đó. Thì đều là những người nghệ nhân rất là nổi tiếng để mà kiến trúc cái nhà thờ đó. Và sau đó thì phải nói đến cái tower của nó, tháp chuông đó. Và đó cũng là một cái điểm rất là độc đáo mà ở những ngôi nhà thờ khác chúng ta thấy nó khác hẳn đó. Thì đó là một trong những địa điểm mà chúng ta phải để ghé qua. Nhưng mà khi nó đứng trước cửa cái ngôi nhà thờ Duomo của Florence, chúng ta chỉ cần đứng trước cửa và chúng ta quay lưng lại, chúng ta thấy một nhà cũng cái giống như ngôi nhà thờ, nhưng mà bầu tròn, hình tròn và được xây theo kiểu cái hình bát giác vậy đó, giống như vậy. Và đó là cái chỗ mà để mà làm sao là bên Thiên Chúa giáo sẽ gọi là Baptist đó, là để rửa tội đó. Thì đó cũng là một cái kiến trúc rất là độc đáo. Nhưng mà cái độc đáo nhất đó là du khách đều đứng ở trước cái cửa, cánh cửa đó, là cánh cửa đó được mạ vàng. Và trên cái mạ vàng 100% luôn. Và trên cái cánh cửa đó được người ta điêu khắc bằng những cái 12 bức họa tranh. Không phải họa tranh là vẽ, cho nên là cái này là đục khắc đó. Trên cái gọi là đồng đó. Thành ra làm nó 12 bức mà theo trong những câu chuyện dựa vào kinh thánh. Trong kinh thánh đấy. Thành thương đó là một cái những cái di vật mà di sản mà tôi cho là rất là quý giá của thành phố Florence nói riêng và cho cả nước Ý nói chung. Và sau đó thì chúng ta xung quanh đó là toàn được shopping. Con đường shopping, con đường mà hai bên đều là những cái sầm uất của những shopping, những cửa hàng hiện đại cũng có, những cửa hàng mà kiểu mà ngày xưa một chút kiểu cũng vintage có. Cũng có đúng không ạ? Thành ra chúng ta đến với Florence là thích thú lắm.
ngôi nhà thờ chúng ta vào trong đó thì chúng ta thấy ngôi nhà thờ này cũng có cái đặc biệt đó là cái bên trong nó rất là đơn giản, và thường thường họ không có để ghế, chỉ khi nào có lẽ làm những buổi lễ như thế nào đó thì họ mới xếp ghế lại, còn bên trong nhà thờ là hoàn toàn trống, thành thử chúng ta mới thấy được cái rộng rãi của nhà thờ. Đó. Và sau đó thì chúng ta sẽ có dịp đi đến một cái 2-3 quảng trường khác nhau. Cũng nằm trong cái khuôn viên nhà thờ. Nằm trong cái khu vực nhà thờ. Từ nhà thờ nó gọi gần như là giống như là cái trung tâm của thành phố, city, cái city center đó. Thành từ đó chúng ta có thể đi qua những cái plaza, thì những cái quảng trường nhỏ. Quảng trường ở bên Ý thì họ nói gọi là quảng trường. Thường thường chúng ta nghe đến chữ square hay quảng trường là tưởng lớn lắm, không? Nhưng thực sự bên Ý thì rất là trung bình thôi, nó rất là khiêm tốn. Thế tuy nhiên thì trong cái khiêm tốn đó chúng ta nhìn rất là những cái địa điểm hết sức là phong phú về lịch sử, về điêu khắc, về những cái gallery. Chẳng hạn chúng ta đến thế nào, đến với Florence chúng ta, ngoài cái chuyện nhà thờ Duomo mà tôi vừa mới trình bày đó, thì chúng ta sẽ đến thăm cái cầu cổ. Cái cầu cổ là nối liền con sông ở ngay cái thành phố Florence. Cái cầu nó suốt từ ngày xưa giờ nó vẫn còn hiện tại, nó còn hiện diện đó. Nó bao nhiêu tuổi rồi anh Thắng? Nếu tôi nhớ nó xây từ thế kỷ thứ 12 cho đến bây giờ, và cái cầu đó người ta nói chưa bị gãy hay là chưa bị hư hỏng gì cả. Nhưng mà đặc biệt là cái cầu đó bây giờ là không có dành cho xe cộ gì được, mà trên cầu là người ta toàn là những cái tiệm mà bán nữ trang đó, bán vàng, bán những cái vòng đeo của người phụ nữ, thành ra rất là nhiều. Và cái cầu nó trở thành một cái biểu tượng, nói đến là Florence là chúng ta nói đến nhà thờ, nói đến cái cây cầu Vecchio, và nói đến một cái plaza nữa là một cái quảng trường nhỏ, là cái quảng trường Signoria. Signoria là một cái khu vực trong đó nó có một cái ngôi nhà giống như một cái museum đó, nó gọi là Vecchio, nó cũng đặt tên là Vecchio, là Palazzo Vecchio. Nhưng mà trong đó là những cái tượng mà nổi tiếng hoặc là những cái di sản của thế giới nói chung, di sản của những thiên tài như Michelangelo, cho những nhà mà điêu khắc nổi tiếng đều được giữ trong đó. Và đặc biệt trước cái ngôi nhà, trước cái viện bảo tàng đó, thì người ta để một cái tượng mà của thần David, là một cái tượng, một trong những tượng rất là nổi tiếng của Michelangelo. Và cái tượng đó dĩ nhiên là nó không phải là cái tượng chính đó. Tượng chính người ta phải cất đi để ta trong viện bảo tàng, còn đây cái tượng để ngoài trời mà. Thì nó duplicate để cho du khách có thể thưởng ngoạn, có thể nhìn cái công trình điêu khắc của nhà họa sĩ đại tài Michelangelo. Và bên cạnh đó là những cái tượng của thủy thần, một cái tượng thủy thần rất là nổi tiếng, thần Neptune, là trong cái thiên thoại của Hy Lạp đó. Thì cái tượng thủy thần đó đang điều khiển sáu con ngựa. Trong đó thì có ba con hiền lành, ba con hung dữ lắm. Tức là đại khái biểu tượng cho biển thì hiền lành, và biển thì cũng có thể bão táp. Thành ra đó là một cái những cái công trình mà rất là thích thú khi chúng ta đến thăm với Florence. Và dĩ nhiên thì ngoài những cái điểm mà tôi vừa nói, chúng ta thấy vừa mới có được 3-4 điểm mà Florence còn nhiều nữa. Còn rất là nhiều những cái chỗ mà chúng ta có thể đến thưởng ngoạn, hoặc là chúng ta có thể đi thăm những cái khu vực bán những cái điều shopping rất là nổi tiếng. Nhưng mà những cái shopping đó nó không phải là những cái mall lớn như ở bên Hoa Kỳ, mà nó là những cái tòa nhà ngày xưa đã được gọi là thiết kế lại để bên trong thành shopping, nhưng mà bên ngoài vẫn là theo cái thiết kế kiểu cũ của Ý. Có nghĩa là nếu như mà ai mà muốn giống như là vừa đến một nơi mà vừa là để tìm hiểu về lịch sử văn hóa mà cũng như là có giống như tranh thủ thời gian để đi shopping thì Florence là một trong những lý tưởng, phải không ạ? Đúng vậy. Tuy nhiên thì phải nói thêm thì Florence nó nằm trong đất liền, thành thử về cái thời tiết của nó đó, tất cả các mùa khác có lẽ nó được tốt, nhưng mà mùa hè thì tương đối là khá nóng. Tại vì nước Ý, nói đến nước Ý là nó chỗ nào cũng nóng hết. Tại vì nước Ý là nó nằm phía nam của Âu Châu, thành ra nó nằm về phía dưới này, thành ra lúc nào nó cũng bị nóng. Thành thử đến với Florence thì chúng ta có thể đi 4 mùa, nhưng mà dĩ nhiên mùa hè thì quý vị cũng nên biết rằng Florence cũng thuộc là đất, cái miền đất nóng. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Và nhanh nghĩ là nếu như mà trong lần lần sau thì mình có thể nói thêm về những thành phố khác của nước Ý ha, anh Thắng, Rome hoặc Pisa. Cảm ơn Thắng và hẹn anh Thắng trong lần lần sau.